Chúng tôi nhắc lại số thứ tư để cho các xóm tiền sắp xếp. Số 1 là xóm Trong, số 2 là xóm Dương Khê, số 3 là xóm Hợp, số 4 là xóm Đông, số 5 xóm Trẻ, số 6 xóm Rú, số 7 xóm Đình, số 8 xóm Chùa. Thông báo cho các hàng thuyền chúng ta sắp xếp theo thứ số thứ tư. Xin thông báo cho hàng thuyền được biết này, giải này là ra lộn bè rún 3 vòng 6 tàu về tại văn quan để nộp chồng. Tất nhiên là trong nộp chồng thì anh em là nó nếu phân nhất gì thì không nói, trong nó cũng mong anh em ạ là cái giấy chiều nay sao trong y. Còn đây thì đồng tổng chạy thôi, tất nhiên chiều tương ai chưa là cử đó, cử đồng tổng chạy thôi. Cũng mong các thuyền viên này, các sóng trong này, vì đã phát thẻ thuyền viên cho rồi, nếu hai cái song song là nộp thẻ thuyền viên, nếu không các sóng nên lại phải mang mang cái thẻ thuyền viên, nếu không có là cái đó loại. Mong các sóng đường là nên đưa lại mang thẻ thuyền viên vào, vì là tránh tình trạng khi đang chậm nộp hay là giao nộp khó, cho khi nộp là thẻ. Cho nên mong các thuyền viên các lái mang không đúng đâu, cái nó khỏi lo đi thì có chứ không, đúng rồi, từ từ có chứ không, để ra chứ có muốn thông báo đấy. Dạ không, dạ không phải để tôi hô luôn, tôi nấu ôm ôm 1 2 3 là cũng đúng này. Rõ rõ cái đến nghe. Chưa ai dập. Xin mời anh em công an cùng cố gắng chạy về để về thượng lưu dập cái lửa. Cũng mong anh em công an hết sức thông cảm vì họ đang làm, cho nên mong anh em đến công an chạy về về thượng lưu dập lửa. Xin nhắc lại nè, dạy này là 21 bà con ở Hưởng Phùng là hỗ trợ, và dạy này có tổng trị giá giải thưởng là 6 triệu đồng. Một lần nữa thay mặt cho ban tổ chức là cảm ơn toàn thể bà con là làm ăn ở cà phê Hưởng Phùng đã tạo điều kiện cho ban tổ chức Xin mời và có cái giải đua. anh em vô vô tài bằng quang, xin mời anh em vô tài quang. Mong các xóm hết sức thông cảm, xin mời rút lui vô tại bàn quan, không thể xóm tôi xóm đột. Xin mời các xóm vô tới bàn quan. Đề nghị này, giải đua này là giải chèo chèo cây lại trên bàn quan, ra về rốn lộn về thường lên thường lưu, đi 3 vòng 6 tàu lộn về rốn vào. Vì vậy là đề nghị các thuyền lùi lại và bước xuống khỏi thuyền ghe của mình. Giải này là đứng trên băng quang chứ không phải là ngồi trên thuyền. Đề nghị các thuyền viên nghe rõ. Xin lại mời trên bờ. các lái đứng trên băng quang, xin mời các lái đứng trên băng quang. Theo số thứ tư của mình đứng trên băng quang, theo số thứ tư của mình đứng trên băng quang. Theo số thứ tư của mình đứng trên băng quang. Đề nghị các vận động viên, các cổ động viên không có Xin mời phần các lưu anh sau. không có trách nhiệm ra khỏi ghe. Nếu ghe nào mà có người đưa đẩy, cái đó là không chịu trách nhiệm. Đề nghị công an mời các cái thân viên mà không có thẻ ban tổ chức, mời mời thân mời viên mời mời ra, ra khỏi mời khỏi ra khỏi băng băng quang anh ơi, mời ra khỏi băng quang. Nếu ai không có trách nhiệm mời ra khỏi băng quang.
đẹp quá chúng ta. Hiện nay là đang rộn và rộn, tuy nhiên là chưa có cái nào để đảm bảo về thứ nhất cả hàng vị của mình cả. Hiện tại đang cân chức cân tải. À, theo như ban tổ chức đã nhìn thấy là hiện nay xóm họp đang tạm thời nhận đầu đội đua thuyền chiều hôm nay. Xóm Đình à? Tiếp kế sau xóm họp là xóm Đình, và tiếp sau xóm Đình là xóm Rú. Vòng thứ nhất đang nhận được bàng quang là xóm Hóp và xóm Đình. Vòng thứ nhất trước bàng quang đang xóm Hóp và xóm Đình đang dẫn đầu. Xóm thứ hai là xóm Trong. Xóm thứ ba là với tư là xóm Rú và xóm họ Chùa. Năm và sáu là xóm Dương Khê và xóm Trẻ. Cuối cùng là Tân Lộc. Huyện
Hiện nay trên đường đua là Sóng Đinh và Sóng Hộp đang tạm thời dẫn đầu. Tiếp sau đó Sóng Rú, Sóng Trông và Sóng Chùa đang tách ra ba nhóm. Liên ca có thuyền đua, thì đề nghị các vận động viên ở trên thuyền là tuyệt đối thi đua là với tinh thần là thể dục thể thao. Giải đua này là giải đua của 21 hộ là bà con ở Hưởng Phùng làm cà phê hỗ trợ cho ban tổ chức để tổ chức giải đua này. Và tổng trị giá giải đua này là 6 triệu đồng. Alo, cố lên Sầm Hộp ơi. Xin thông báo cho các thuyền viên của Sầm Hộp, nếu trong buổi chiều hôm nay Sầm Hộp được một giải nhất là các bùa ở Đà Lạt sẽ ủng hộ cho Sầm Hộp 4 triệu đồng. Sầm Hộp cố lên. Đang đứng được hàng ban quan dẫn đầu là Sầm Hộp. Đang đi trước băng quang, tạm thời vòng thứ hai là Sóng Hộp đang dẫn đầu. Sóng Chùa, Sóng Rú và Sóng Đình đang là tốp thứ hai. Sóng Trông, Sóng Đông là tốp thứ ba. Và Sóng Dương Khê. Và Sóng Trà, hai Sóng đang tình cảm với nhau để đi về cuối. Đáng vòng thứ hai cái nữa, đáng vòng thứ hai nữa rồi, đáng vòng thứ hai. Sinh sôi quên về
nguyện ta được, nguyện ta xuôi giữa dòng nước bạc nhịp treo ta với ai đắp đập ai phá nuôi cho hồ nước đầy là mặt gương soi non xanh mà nữ biết ôi à quán nhận mái chiều. Hiện tại là đi qua trực băng quang và chuẩn bị là ban tổ chức nhìn thấy là hiện tại là xóm Hóp đang dẫn đầu, xóm thứ hai là xóm Chùa và xóm thứ ba là xóm Đình và xóm Ru. Hiện tại là top cuối là xóm Dương Khê và xóm Trà. Xin thông báo cho các đội thuyền về và rốn lồn và tàu vào băng quang. Đang băng băng về đích là chiếc ghe của xóm Hóp đang chuẩn bị lên về rốn để vào băng quang. Xin thông báo cho các thuyền viên của xóm Hóp. Dẫn đầu là xóm Hóp. Anh được ơi, dẫn đầu là xóm Hóp. Của Đà Lạt đồng ngô cho xóm Hóp 4 triệu đồng. Hóa đô xóm Hóp. Hiện tại giải đua đầu tiên của buổi chiều là xóm Hóp đang nhận đầu về số 1. Thứ gì là xóm Chùa. Thứ ba là xóm Phú. Thứ tư là xóm Trong. Giải tiếp theo là giải Nam. Và giải này là anh em ở Nhật Bản trao thưởng. Giải này có tổng trị giá là 7.200.000 đồng, gồm giải thưởng 5 triệu và tiền bia một xóm một thùng bia. Thông báo cho các thuyền viên và các bà con được biết giải này là anh em ở Nhật Bản ủng hộ cho ban tổ chức để treo giải này với số tiền trao thưởng là 5 triệu đồng và cộng theo đó là một xóm một thùng bia, là tổng giải thưởng là 7.200.000 đồng. Một lần nữa thay mặt cho ban tổ chức cảm ơn 21 hộ bà con làm ăn ở Hưởng Phùng đã trao giải thưởng này. Một giải đấu mà có lẽ là nhiều người xóm Hóp tim đang đập hùng hực đứng bên tôi mà tôi thấy còn đập mạnh hơn nữa. Nói chung là ước mơ của xóm Hóp đã trở thành hiện thực rồi đó. Nên như, xin mời cả xóm lần thưởng và vừa bọc xong. Xin mời dứt là xóm Hóp. Xin mời đại diện xóm Hóp. Thứ gì là xóm Chùa. Xin mời xóm Chùa. Thứ ba là xóm Rượu. Thứ tư là
sống trong. Còn sau đó anh em mình là đồng giải.